Chồng chưa cưới của nam em yêu cầu không so sánh với Trường Giang, nàng hoa khôi lại bóc phốt người cũ. Mới đây trên sóng livestream cùng nam em, chồng chưa cưới của cô nàng đã đề cập đến Trường Giang khi bị cư dân mạng nói ngoại hình của anh có vài nét giống danh hài xứ Quảng. Nửa kia của nàng hoa khôi đáp gắt: "Chồng có nét giống Trường Giang, anh sạch hơn Trường Giang em ạ. Trường Giang ăn nhiều, anh ăn chay cho nên anh không có như người ta, đừng so sánh anh với người ta." Trường Giang đã đúng, quan điểm của họ như nào là điều họ quyết định không sao hết. Còn đối với anh thấy anh đúng khi anh quen nam em, bởi vì lúc đầu anh không thích quen nam em nhưng khi anh quen rồi, anh thấy lựa chọn của mình là đúng. Khi bị hỏi sao không có bầu và bị trách xài hao quá ba, chồng chưa cưới của nam em đáp: "Bọn anh đang kế hoạch và gây sốc khi bảo có xài đâu, mỗi tháng ngủ với nhau có một lần à." Lúc này nam em cũng tỏ ra đồng tình: "Tôi không cho luôn á." Sau người yêu, đến lượt nam em bóng gió chuyện ai đó yêu ai cũng không công khai và không đàng hoàng. Người đàn ông mà yêu ai người ta cũng xác định rõ ràng với người đó, người ta không bậy bạ, người ta chung thủy. Với một người đàn ông luôn miệng nói anh là độc thân, nhưng bên cạnh anh yêu rất nhiều người và anh luôn che đậy. Anh đi với người này mà anh nói anh độc thân em ơi, vậy tại sao anh không công khai em? Tại vì công việc anh như thế này, tại vì anh như thế nọ. Và anh đi với cô kia cũng nói anh độc thân mà em nghe nhỏ nào xíu bậy vậy chứ anh thương em thật lòng mà. Dân tình khá bức xúc với cách ứng xử của nam em và chồng chưa cưới của cô, bởi chuyện cũ đã qua khá lâu và hiện tại cô và Trường Giang không còn liên quan nhau, nhưng nàng hoa khôi vẫn cứ mang người cũ ra để nói trong câu chuyện. Lời chia sẻ nam em bị trầm cảm cấp độ 2, không điều trị kịp thời sẽ tâm thần hoặc tự chết của Dương Yến Ngọc. Từ khi công khai chuyện tình cảm với Trường Giang, nam em nhận phải nhiều gạch đá từ cộng đồng mạng. Tiếp đó, người đẹp liên tục khiến công chúng hoang mang với những hành động khó hiểu như múa thìa, bỏ tay khỏi vô lăng lái xe, hay có những lời nói không phù hợp với nàng hậu. Mỹ nhân 23 tuổi từng khẳng định, khùng là thứ bệnh giúp tôi trường tồn. Không những thế, hình ảnh nam em lại một khoa điều trị tâm lý ở thành phố Hồ Chí Minh cũng gây xôn xao trong cộng đồng mạng. Sau một thời gian im hơi lặng tiếng, mới đây hoa khôi đồng bằng sông Cửu Long 2015 bất ngờ tái xuất trong một chương trình ca nhạc. Điều đáng chú ý là trong phần trình diễn, nam em như ẩn ý về cuộc đời mình và việc gặp Trường Giang. Cô gái ấy lúc nhỏ thì sống trong nghèo khó, không được ở gần với cha mẹ. Lớn lên thì ba mất và cô không có cảm giác yêu thương từ một người đàn ông. Sau đó cô gặp một người đẹp trai và tự nói với lòng không được yêu. Cô tìm cách từ chối nhưng càng từ chối tình yêu càng sâu đậm. Cô đã dành hết những gì có thể dành cho người đàn ông đó. Sau một lần đi chơi, người đàn ông ấy nói về đời anh và cô gái ấy đợi từ ngày này qua ngày khác mà không thấy một tin nhắn. Lời tâm sự không theo kịch bản của nam em khiến bạn diễn bối rối. Ngay lập tức, chân dài sinh năm 1996 lên tiếng xin lỗi và thừa nhận cuộc sống của cô bây giờ cứ ương ương dở dở không đi tới đâu hết. Những chia sẻ của top 8 Miss Earth nhanh chóng thu hút sự quan tâm từ phía dư luận. Bên cạnh ý kiến bênh vực, nhiều người cho rằng mỹ nhân Hoàng Nguyễn đang cố tình khơi gợi lại chuyện tình cảm ầm ĩ đã đánh bóng tên tuổi. Giữa lúc hàng loạt ý kiến tranh cãi trái chiều nổ ra, mới đây trên trang cá nhân của Dương Yến Ngọc bất ngờ nhắc tới tình trạng sức khỏe của nam em. Dương Yến Ngọc cho biết, những biểu hiện gần đây của người đẹp miền Tây cho thấy cô đang bị trầm cảm cấp độ 2, nếu không được điều trị kịp thời sẽ dẫn đến trầm cảm cấp độ 3 và sẽ bị tâm thần hoặc tự chết. Cụ thể, Dương Yến Ngọc viết, bạn nào có chơi với nam em hãy nhắn giúp tôi đến cô ấy. Những biểu hiện gần đây của bạn ấy cho thấy bạn đang bị trầm cảm cấp độ 2, hãy tìm đến thiền và Phật Pháp ngay trước khi quá muộn. Nếu không điều trị kịp thời sẽ dẫn đến trầm cảm cấp độ 3, bạn ấy sẽ bị tâm thần hoặc tự chết. Nếu không biết tìm đến thiền và Phật Pháp như thế nào, hãy inbox tôi sẽ giúp. Đừng xem thường những gì tôi nói ngày hôm nay. Đồng thời Yến Ngọc khẳng định không nên coi thường bệnh trầm cảm. Cô cũng cho rằng nam em rất đáng thương và tội nghiệp, chứ không như những gì khán giả nhắc đến. Nam em vẫn chưa hết kiếp nạn, bị cộng đồng mạng soi xét khi có hành động gây tranh cãi. Mới đây tại một sự kiện ở Cần Thơ, nam em đã góp mặt và nhận được sự đón tiếp nhiệt tình từ người hâm mộ. Tuy nhiên khi có một người hâm mộ lớn tuổi lại gần, nữ ca sĩ tỏ thái độ phớt lờ và máy quay đã bắt kịp khoảnh khắc này. Sau khi đoạn clip được chia sẻ, cộng đồng mạng tranh cãi dữ dội về hành động này của nam em. Theo như nội dung trong đoạn clip, một người phụ nữ được cho là một người hâm mộ lớn tuổi đã chạy đến níu tay cô, liên tục trò chuyện nói cười. Thế nhưng đáp lại, nam em chỉ gật đầu, không thèm ngoái nhìn lại vị fan này. Trên các diễn đàn, nam em nhận chỉ trích vì bị cho là có thái độ không thân thiện khi được khán giả lớn tuổi tương tác. Dưới đoạn clip, đa phần cư dân mạng bức xúc trách nam em không tôn trọng người già. Bên cạnh đó, nhiều ý kiến bênh vực và tỏ ra thấu hiểu cho nam em. Bởi lẽ thời điểm gần đây, nam em liên tục gặp những trường hợp khiến cô phải đăng đàn tố, anti-fan hãm hại, nên chí ít đây có thể coi là hành động tự bảo vệ mình trước công chúng.
Hơn thế nữa, có thể thấy người phụ nữ có hành động níu tay nam em khá chặt và điều này ít nhiều sẽ khiến cô nàng cảm thấy không thoải mái. Nhưng đáng khen cho cô là dù thế nào, gương mặt của cô vẫn chẳng hề tỏ vẻ khó chịu, chỉ là việc cố tình phớt lờ dễ gây hiểu lầm rằng cô không thân thiện với fan. Thời gian qua, nam em khiến mạng xã hội dậy sóng bởi những ồn ào liên quan đến chuyện tình cảm, cũng như cách cư xử với mọi người xung quanh, mặc cho thị phi bủa vây. Thời gian vừa qua, nam em thường xuyên xuất hiện tại các sự kiện khi tham gia vào các chương trình âm nhạc. Trong những ngày đầu năm mới, nam em đã có một buổi biểu diễn tại thành phố Cần Thơ. Hiện diện tại đây, cô khiến ai nấy đều đổ dồn sự chú ý. Bên cạnh giọng hát đầy cảm xúc, nhan sắc xinh đẹp của cô cũng thu hút mọi ánh nhìn. Sau khi hoàn thành phần trình diễn, nam em nhanh chóng trở lại hậu trường và rời sự kiện với sự tháp tùng của bạn trai cũng là chồng sắp cưới của cô. Nam em lên tiếng gửi lời xin lỗi: "Em không nghe được những lời nói tu xích và theo khả năng tự vệ em sẽ phản kháng lại những lời nói không đúng về mình. Em hy vọng nếu ai còn yêu thương em, xin góp ý em nhẹ nhàng bình tâm vì có những thứ chỉ người trong cuộc mới hiểu rõ. Một lần nữa xin gửi lời xin lỗi chân thành vì quãng thời gian vừa qua em đã làm cho cả nhà phiền lòng và rất hy vọng thế giới luôn dịu dàng với em để em có thể tiếp tục đi hát, tiếp tục phục vụ khán giả bằng giọng hát của em. Xin cảm ơn và xin lỗi." Bạn trai nam em hiện đang là quản lý, đồng hành cùng cô trong công việc và cuộc sống. Cặp đôi đã gắn bó bên nhau được khoảng 6 tháng. Trước đó nam em từng tiết lộ cô và chồng tương lai dự kiến sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 4 năm 2024. Nam em xin lỗi sau công khai chồng sắp cưới, muốn được bình yên để làm điều này. Mới đây, nam em chia sẻ một số hình ảnh khi trở lại công việc sau những ngày ồn ào dư luận vì câu chuyện đời tư. Đáng chú ý, người đẹp còn gửi lời xin lỗi vì làm công chúng phiền lòng vì những hành động trong thời gian qua. Cô viết: "Em không nghe được những lời nói toxic và khả năng tự vệ của bản thân em phản kháng lại những lời đó không đúng về mình. Em hy vọng nếu ai còn yêu thương em thì xin hãy góp ý một cách nhẹ nhàng bình tâm vì có những thứ chỉ người trong cuộc mới hiểu rõ câu chuyện. Một lần nữa xin gửi lời xin lỗi chân thành vì quãng thời gian qua em làm cho cả nhà phiền lòng và rất hy vọng thế giới luôn dịu dàng với em để em có thể tiếp tục đi hát, tiếp tục phục vụ khán giả bằng giọng hát của em. Xin cảm ơn và xin lỗi." Dưới phần bình luận, nam em nhận được nhiều lời động viên từ người hâm mộ và mong cô rút kinh nghiệm. Khi được một cư dân mạng góp ý, từ nay bớt khùng là ok ngay, nam em cũng bình tĩnh cảm ơn góp ý của người này. Bên cạnh đó, một số cư dân mạng nhắc lại sự việc nam em trở mặt với mẹ nuôi cũ. Cái mình quan tâm là Nguyễn Lệ nam em trả tiền vay mẹ nuôi chưa? Người ta cho em gần 2 tỷ, giờ em chửi người ta. Vậy nếu người có lòng tự trọng, là người có liêm sỉ, em hãy trả lại tiền cho người ta đi. Nam em cũng nhanh chóng phản hồi: "Tiền mình không vay, còn nếu mẹ nuôi mình muốn nhận lại thì mẹ nuôi vui lòng nhắn tin, mình luôn sẵn sàng gửi lại, cảm ơn bạn đã góp ý." Chồng sắp cưới nam em bị nói làm phong thủy tà đạo, nữ ca sĩ lên tiếng đanh thép: "Nhà của thầy phong thủy mà mấy bạn chê tà đạo nè, tôi vẫn thấy bình yên lắm, chưa có ai bế lên phường, là do các bạn suy nghĩ quá nhiều hay do ông mang nghiệp tu nặng hả?" Nam em chia sẻ. Trên trang cá nhân, người đẹp nam em mới đây chia sẻ hình ảnh nhà bạn trai. Động thái này của người đẹp đáp trả lại những người cho rằng bạn trai làm công việc tà đạo. Được biết, bạn trai của nam em làm trong ngành phong thủy. Cũng từ một lần muốn tìm coi phong thủy mà nam em gặp gỡ rồi sinh ra mến mộ và theo đuổi người yêu hiện tại. Nam em từng cho biết khi gặp bạn trai, anh như tỏa ra một hào quang gì đó rất thu hút cô. Cách đây không lâu, nam em cũng chia sẻ úp mở chuyện vừa mua biệt thự 5 tầng khang trang để làm tổ ấm mới. Nhiều người suy đoán đây chính là căn hộ của nam em và bạn trai trước khi chính thức về chung nhà. Trước đó, trong một cuộc phỏng vấn, nam em cùng bạn trai tiết lộ có kế hoạch tổ chức lễ ăn hỏi vào khoảng nửa đầu năm 2024. Sau nhiều sóng gió, cặp đôi hiện vẫn giữ mối quan hệ bền chặt, thường xuyên công khai xuất hiện cùng nhau trong các sự kiện. Nam em công khai mối quan hệ tình cảm với bạn trai làm trong ngành phong thủy cách đây vài tháng. Nam em cho biết cô là người chủ động theo đuổi chồng sắp cưới vì bị anh thu hút. Những tưởng đã tìm được hạnh phúc sau nhiều sóng gió, thì nhiều người khuyên nam em nên quay xe khi bạn trai của cô bị phát hiện chuyện từng có hai đời vợ và tiền án tiền sự. Lên tiếng về điều này, nam em bảo vệ chồng sắp cưới, cho rằng ai cũng có quá khứ, tại sao phải đào bới lại để chỉ trích. Ồn ào liên tục bủa vây cặp đôi khi có thời điểm nam em bỗng dưng mất tích, xóa hết hình ảnh bên bạn trai trên trang cá nhân. Sau đó cô khiến dư luận dậy sóng khi hé lộ bạn trai bị hãm hại, còn bản thân thì nhận quà độc từ antifan. Cách đây không lâu, nam em úp mở chuyện mất con do áp lực dư luận khiến công chúng hoang mang. Tuy nhiên người đẹp không tiết lộ thêm thông tin chi tiết về việc này. Nam em tên đầy đủ là Nguyễn Thị Lệ nam em, sinh năm 1996, đến từ Tiền Giang. Trải qua nhiều năm hoạt động trong giới showbiz, nam em gặt hái thành tựu đáng ngưỡng mộ ở tuổi 27. Cô từng đạt danh hiệu một số cuộc thi sắc đẹp như Hoa Khôi Đồng bằng sông Cửu Long 2015, Top 8 Miss Earth Hoa hậu Trái đất 2016, Top 10 Miss World Việt Nam Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2022. Mặc dù gây không ít ồn ào, song nam em vẫn được đồng nghiệp dành nhiều lời khen có cánh.
Mới đây trên trang cá nhân, nam em đăng tải video tổng hợp một số khoảnh khắc song ca cùng với Song Luân. Cô còn bày tỏ mong muốn được hát chung sân khấu với anh chàng, không biết chừng nào mới hát lại với anh Dừa siêu dễ thương và tử tế. Vốn là hai nghệ sĩ được đại đa số khán giả yêu mến trong thị trường âm nhạc hiện nay, nam em và Song Luân khá đắt show ở những phòng trà, đêm nhạc, đình đám trong nước. Điều đó khiến nhiều nhà sản xuất, đơn vị quyết định mời cả hai cùng nhau đi hát. Việc thường xuyên gặp gỡ, trò chuyện khiến nam em và Song Luân trở nên thân thiết, có mối quan hệ tốt đẹp. Khi có những đêm nhạc biểu diễn chung, Song Luân thường dành sự quan tâm, ga lăng dành cho nam em. Bên cạnh đó, giữa ồn ào tình ái của nam em liên quan đến Bạch Công Khanh vào cuối năm ngoái, Song Luân không ngần ngại hủy kết bạn với nam ca sĩ, thẳng thắn bênh vực người em thân thiết. Bên ngoài người ta nói gì anh không quan tâm, đối với anh, nam em là một cô gái rất tích cực. Gần như những điều tiêu cực cô ấy không bận tâm đến, nên cách cô ấy đứng trên sân khấu rất vô tư, hồn nhiên, dù cô ấy quên lời bài hát không đúng đi nữa, thì no cares, no matter.